Đây là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, nơi đây đóng một vai trò rất quan trọng như một cơ quan đầu não để tiếp nhận và xử lý những thông tin như là những ca nghi ngờ hay là những ca từ vùng dịch về để tiến hành các bước giám sát. Khi các thông tin từ bệnh viện, từ sân bay chuyển đến, các bác sĩ ở đây phải nhanh chóng xử lý để kịp thời giám sát ca nghi ngờ, ca từ vùng dịch nhập cảnh và các hoạt động phòng chống dịch tại các địa phương. Cường độ công việc ở đây chúng tôi rất là dồn dập hơn rất là nhiều so với trước khi có ca bệnh. Mỗi ngày thì cũng sẽ có một đội trực để mà xử lý tất cả những cái tình huống mà khẩn cấp có thể xảy ra. Chẳng hạn như khi một người từ vùng dịch về nhập cảnh, thông tin sẽ được chuyển về trung tâm HCDC. Lúc này các bác sĩ sẽ nhanh chóng kết nối về các địa phương. Và trong vòng 24 giờ, y tế phường xã phải nhanh chóng tiếp cận để điều tra dịch tễ. Đối với những người được cách ly tại nhà thì sẽ được giám sát sức khỏe 2 lần trong một ngày và liên tục trong 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Và trong suốt thời gian đó, bao nhiêu đối tượng thì bấy nhiêu, đó là bấy nhiêu lần anh em phải đi đến tận nhà để giám sát và gửi báo cáo lên đây. Dù ngày hay đêm, các cán bộ phòng dịch phải túc trực, bởi càng sớm xác định đường đi của ca bệnh nghi ngờ của người từ vùng dịch về thì mới có thể nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. Điều mà chúng tôi mong mỏi nhất đó là cái việc mà cộng đồng, mỗi người dân và cũng ngay cả những cái người mà thuộc cái đối tượng phải giám sát về sức khỏe, họ cùng hiểu đây là một cái trách nhiệm chung, trách nhiệm của mỗi người đối với chính cái cộng đồng mà mình đang sống.